Sau hàng nghìn đồ điện xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác con máy lọc không khí bù ẩm khử mùi Panasonic bình dân giá rẻ nhưng mà hiệu quả lọc thì cũng rất là cao nhé. Con này thì hiện tại anh em cũng đang dùng một con model như thế này. Đấy, tức là các bác nào không thích sành điệu, không cần phải xịn sò, quan trọng là công năng thì các bác lấy luôn con này không cần phải nghĩ ạ. Giá thì em báo luôn là em bán 1.600.000. 1.600.000 bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Đã đấu biến áp điện 220V. Đấy, dùng cho phòng khoảng 20 đến 25 mét vuông trở lại. Đây, con này em xem là bao nhiêu mét vuông này. Con này là dùng cho phòng khoảng 25 mét vuông trở lại các bác nhé. Đấy, điện 100V thì đã đấu thành điện 220V rồi. VXE40. Đấy, màng lọc HEPA thay mới. Một con máy bình dân để cho các bác dùng lọc không khí bù ẩm trong những cái ngày các bác dùng điều hòa nhiều. Màng HEPA thay mới rồi nhé. Máy tinh luôn này. Còn trong màng than rất là dày dặn, khử mùi tốt, hiệu quả. Đấy. Bù ẩm. Đấy. Khử mùi công nghệ Econavi, tiết kiệm điện. Công nghệ Nanoi khử khuẩn. Đấy. Vẫn full tính năng công nghệ như các máy đắt tiền bình thường. Nanoi các bạn này. Đấy. Công nghệ Eco. Điều chỉnh các chế độ lọc không khí và bù ẩm khác nhau này. Đấy. Tắt Eco này, điều chỉnh chế độ chỉnh tay. Còn có các bật Eco này tự động nhé. Tắt bật được Nano này. Đấy. Cánh vẫy này, tắt cái đóng hết cửa lại này. Khu vực bình nước bù ẩm này. Đấy. Đấy. Nói chung là một con máy rất là bình dân, hợp lý. Có 1.600.000 thôi, em bao ship toàn quốc. Đấu điện 220V rồi. Đấy. Các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Bảo hành 1 năm. Đấy. Không phải nghĩ gì cả. Chào các bác.